2, 3, action. Chỉ với một chiếc điện thoại, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những thước phim đầy chất điện ảnh. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay, chụp và chỉnh ảnh bằng điện thoại online và offline của Sam.